khỉ này, bị lừa vậy luôn á trời. Thì bởi vậy tôi nói rồi mà không chịu nghe tôi thì nghe bà mới mất mấy triệu đó. Thì trời đó, đúng rồi, thì nghe bà hết chứ có nghe ai nữa đâu. Không có, thì ý tôi nói là trước đó đó hai người cũng chịu sáp lại nhau luôn đi, thì đâu có người mỗi người mất mấy triệu vậy nè. Ừ, bà Mai, bà nói gì bà Mai? Thì ông với bà Thảo thì quen nhau đi, hai người bà Mai nói gì nhau á chắc về chắc chịu đựng nhau được á, tôi thấy vậy. Bà Mai này tào lao thiệt chứ. Đâu có tào lao đâu, tôi thấy ba nó đúng mà. Thấy chưa? Vậy thì chịu lần đâu có mất mấy triệu bạc đâu. Thấy chưa? Thì rồi tiếc đứt ruột ngọ đây la làng. Mấy triệu chứ đâu có ít. Ê, thôi tôi về trước nha. Gì vậy? Nghe vậy hiểu rồi đó. Ê, bà Thảo, gì vậy? Ê, đúng rồi. Chị vừa nghe tiểu phẩm hẹn.